À, xin chào các bạn, Hoàng mới bán được cái cây này tối hôm qua. Thì cây này là cây Yamaha IDP163, thì có một cái cặp vợ chồng trẻ. Thì cái anh chị đó vô mà Hoàng cũng không biết là họ mua cái gì, họ muốn cái gì. Thế hay Hoàng hỏi. Thứ nhất á, là mua cho ai? Thì bảo là mua cho con 4 tuổi ha. Thứ hai là mua khoảng bao nhiêu tiền thì được? Thì bảo khoảng 20 triệu đổ lại là được. Thì Hoàng bảo ok rồi, chốt rồi cái cây này. À, cây này cho những cái người mới học đàn nha các bạn, IDP 163 đã qua sử dụng rồi, thì bây giờ giá nó chỉ còn loanh quanh là khoảng 18 rưỡi thôi. Hồi xưa nó lúc mới ra thì nó khoảng độ 27 triệu đến 30 triệu, à, tùy cái giai đoạn ha. Thì bây giờ nó chỉ còn 18 rưỡi thì quá là hợp lý, quá hợp túi tiền rồi. Mà con của cái anh chị đó mới có 4 tuổi thì trải nghiệm những cái cây này thấp, thì sau này mình sẽ còn những cái đà để mình còn lên những cái model cao hơn, rồi mình mới cảm nhận từ thấp đến cao, vậy nó mới thú vị. Chứ đùng phát một chơi luôn cái cây xịn cũng chưa chắc là thú vị đâu ha. Rồi trước khi đi Hoàng cũng test thử cái đàn cho các bạn, bởi vì lâu quá Hoàng cũng không nhắc đến cây này thiệt, hoàn toàn là nhắc tới cây CLP rồi HP các thứ, mà tại mình dùng đàn qua sử dụng mà những cái cây đó nó mới chiến đấu. Thế tuy nhiên là cũng phải tùy đối tượng, có đối tượng họ cần cái cây phù hợp là những cây này thôi, thì Hoàng sẽ tư vấn để cho họ chọn những cây này ha. Bây giờ Hoàng sẽ đóng gói cái này để chuẩn bị đi giao bên quận 12 cho anh chị khách đó. Rồi các bạn theo chân của Hoàng nha.